Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái thành viên thuộc dòng MixiCast khá là đẹp luôn. Em này thì hiện tại đang được bán các bạn à. Anh em nào thích thì có thể mua chú ấy về tách mảnh ra và các bạn có thể có orbit và nâng sao lên ha. Hiện tại bé này đang được bán với giá đó là 9,99 USD. Đó. Rồi, còn bây giờ thì hiện tại cũng đang có một cái sự kiện cũng không kém phần hấp dẫn luôn. Wow, hai sự kiện chứ không phải là một nha mọi người. Ở đây thì anh em mình sẽ cùng nhau đến với cái sự kiện này trước đi ha. Ở đây thì chúng ta sẽ đi thu hoạch. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm sự kiện nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có đi thu cho rồng ăn nè, 20.000. Và ở đây chúng ta sẽ thu hoạch 4.000. Còn lại là cho rồng yêu nhau. Đây, cho rồng ăn 20.000. Ở đây mình sẽ cho cái bé này đi ha. Đó, 2 hit là xong. Rồi, và chúng ta sẽ thả những cái bé rồng đang yêu nhau ra. Để mình xem coi cái chỗ này là... Đây, mình sẽ bán bớt ha. Còn cái bé này thì mình chưa có nè. Anh em mình sẽ cho nó ra đây nha. Cái con này thì hơi bị dễ thương luôn nha các bạn. Đó, cái màu chú ấy là các bạn thấy nó là màu hồng đúng không? Ui, chắc cái đầu biến thành màu cam rồi kìa. Cute dễ sợ luôn ấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thả mấy bé này ra bớt nè. 1 em, 2 em. Đây. Và khu vực này hiện tại các bạn có thể like ra được các em thuộc dòng Heroic nha mọi người. Ở đây thì các bạn có việc cho like nhiều lần lên. Rồi, và ở đây thì mình sẽ ra trải nhiệm vụ này cái nha. Đó. Và khu vực West còn nguyên một trận. Và đây là thu hoạch 4.000 thức ăn. 4.000 ha. Rồi, 1 hit thôi là đủ. Khu vực list cần phải win một trận, nhào vô quất luôn. Hiện tại thì mình đang rất là máu lửa. Có cái thành viên gọi là 5 sao này ở đây thì rất là muốn chiến đấu luôn. Gọi là hào khí ngút trời. Đầu tiên chúng ta sẽ kể đến đó chính là tuyệt chiêu. Một cái đầu chim được xuất hiện. Đầu phượng hoàng hay các bạn. Này là phượng hoàng lửa nè. Tiếp theo thì lưỡi sát thương đang được tăng gấp đôi luôn. Mình sẽ thử cái chiêu gan màu cái nha. Ui, cái con này của mình là nó bự muốn gấp đôi cái con Heroic luôn các bạn ơi. Anh em nhìn cái bé của mình ngồi dễ sợ chưa. Lượng sát thương tăng gấp đôi luôn nè. 196.000. Ngon lành ha. Thì chiêu lava nào. Trời ơi, một chiêu thôi là 1 em các bạn ơi. Nhìn chú ấy vừa to vừa bự. Thân hình khổng lồ. Rồi, anh em chúng ta win nhẹ. Vừa xong nhiệm vụ luôn. Khu vực này thì chiến đấu 1 trận win trong khu vực arena. Ở đây các bạn ơi, anh em chúng ta tranh thủ vào làm nhiệm vụ. What? Level 70. Ôi trời ơi, quýnh về ai chơi lại. Một cái sự gọi là choáng không hề nhẹ. Đội hình này quá khủng các bạn ơi. Bỏ qua đi, kiếm đội hình vừa vừa đánh thôi. Ở đây làm như là không có đội hình vừa vậy các bạn ơi, toàn là cao thủ không à. Tình huống này sao mà đánh lợi đây. Mình cần win có 1 trận ha. Thôi anh em chúng ta bỏ đi, chúng ta cho mấy cái con bèo bèo ra thí mạng đi ha. Chứ đội hình này mình quấn không lại đâu. Đây. Nhìn sơ là biết rồi đó. Gặp hàng khổng lồ rồi. Level 70 mà 5 sao nè các bạn. Này là cho cũng như là nó phủi bụi mình vậy đó. Mình phủi bụi nữa chứ. Lốc xoáy tử thân. Tắt thở. Một mình thôi là nó cưng cả 3 con tay mình luôn. Thôi. Đó, đội hình tay bạn bắt đầu nó rớt xuống mình. Mới bắt đầu mình vác cái đội hình siêu khủng của mình ra dậm lại liền. Đây đây. Đó, mấy chú mạnh cỡ nào. Mình sẽ bật thêm cái khiên nữa nha các bạn. Tăng tỷ lệ win của chúng ta lên. Đó. Chiến là phải chiến như vậy mới được. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta sẽ khều nhẹ tem bạn nè. Đầu tiên là một pha lăn tròn đến từ bé rồng đá. Bộ giáp tem bạn nó bị phá hủy rồi. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ xài tới cái tuyệt chiêu này. Dứt điểm luôn nè. Wow. 3 em đều mắc chữ A cộng hết rồi. Mình định tính toán là cho con nào chưa đạt chữ A cộng cho nó ra nó ăn nhưng mà. Và đây là nhân vật ma cà rồng các bạn ơi. lượng máu lên tới 144.000, còn mình thì 175 luôn. Kinh chưa? Thôi ơi, không thể tin được. Sau khi mà tăng cái khiên lên thì dường như anh em chúng ta được cộng một cái lượng máu rất là khá luôn. Dứt điểm nào. Và các bạn anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì đừng quên bấm vào cái nút subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà mình ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Wow, robot rồng của mình. Trời ơi, level 50 thôi mà cho ấy chiến đấu rất là bá đạo. Win có một cái thôi mà nó cho mình lên cái vàng rồi. Choáng, nhìn gọi là choáng luôn. Siêu khủng rồi. Bây giờ mình sẽ làm trải nghiệm một cái. Khu vực này thì thu hoạch 10.000 thức ăn nha. Đây, 10.000 thức ăn. Đây, đủ rồi. Anh em mình mua đại cái hàng mà nó vip vip chút xíu đi ha. Chẳng hạn như là cái này. Cứ đè 10.000 mà mua thôi các bạn ơi. Tốn khoảng 1 triệu vàng. Mà đổi ngược lại là nên chúng ta sẽ dễ làm nhiệm vụ hơn. Đó. Ok. Xong, đã nhiệm vụ. Khu vực list win 2 trận. Tiếp tục vào nào. Và anh em nào mà chưa biết cách làm nhiệm vụ thì các bạn có thể truy cập vào trang web đó là HNT Channel.com. Đây là trang web chính thức của mình luôn nha, nơi mà mình chia sẻ với các bạn cách để có thể lai rồng hay là cách để kiếm được những cái bé rồng VIP mà không phải tốn tiền ha. Tuyệt chiêu ở đây của mình sẽ là Gasmo 101k. Thôi nhìn con này đúng sướng luôn. Các bạn chỉ cần 1 con thôi là các bạn đủ sức để có thể làm mưa làm gió trong cái khu vực rồi là list rồi các bạn à. Đây, và bây giờ mình sẽ xài tới tuyệt chiêu nước nè. Ghê chưa, ghê chưa. Anh em mình tiếp tục thi triển với tuyệt chiêu lá nha. Bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 1 em thôi. 1 em này thì lava. Wow, ngon lành. Các bạn thấy con này như thế nào? Chứ mình thấy nó hơi bị ngầu luôn ấy. Tập huấn tới 2 hẹp là mình mới có 1 hẹp mà mình bỏ đi là không có được. Không có được. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với đây là cái bé ông địa đi ha. Ông địa bụng bự. 2 ngôi sao vàng và thuộc dòng heroic luôn. Tên bạn khá là lợi hại đây. Ok, chúng ta sẽ nhờ đến sự xuất hiện của cái thành viên vô cùng đẹp này đi. Đó. Ở đây tên bạn còn phải 2 bạn nữa, 1 con thuộc dòng heroic và 1 em thuộc dòng đó chính là legend. Và lượng sát thương của mình đang được tăng gấp đôi, 211.000. Wow, một con số khá là khủng luôn ấy. Easy win, victory. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ra nhận thưởng nha các bạn, sau khi mà hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Khu vực arena còn phải win 2 hẹp. Ôi, ở đây là chơi toàn là táo với bánh trái không, trái cây không các bạn ơi. Quả khóm, quả dưa. Ôi chà, dừa, trái này là trái dừa nè. Mình dân miền Tây cho nên nhìn là biết liền luôn ấy. Đó, hết sảy luôn. Nhìn vô toàn lồ ăn. Đây mình sẽ cho cái bé này xuống đây đi ha. Đó, cái bé này xuống đây là ngon cơm liền nè. Yeah, quá tuyệt vời. Tiếp theo đó thì anh em mình sẽ đi làm nhiệm vụ để kiếm điểm nha các bạn. Wow. Khoan đã. Thôi mình đi làm nhiệm vụ đi. Ở cái bảng nhiệm vụ này thì khu vực arena còn phải win 2 trận. Làm sao mà win 2 trận trong một cái đội hình vừa siêu khủng như thế này. What? Tôi level 70 không rồi các bạn ơi. Thầy ơi. Căng não ghê chưa. Các bạn nhìn cái đội hình gọi là ớn ăn luôn ấy. Anh em mình lại tiếp tục xài chiêu cũ đó các bạn ơi. Cho nó đánh với cái đội hình yếu của mình đi. Và sau đó thì chúng ta sẽ mang cái đội hình mạnh của mình ra đánh. Đây. Chứ nếu như không mà anh em chúng ta đi tốn game thì nó phí tiền lép. Rồi. Trời ơi, 400. What? 455.897 giọt. Trời ơi các bạn ơi, nguyên cái dàn gọi là Macaron level 70 luôn. Wow, gặp phải đội hình này thì ai mà chịu cho nổi. Kinh thiệt chứ. Trời ơi, dàn siêu to khổng lồ không à. Đây rồi, đây rồi. Trời ơi, thấy cái dàn này nó xuống là bắt đầu mình mừng xanh mặt luôn. Đây, giác hàng khủng của mình ra chiến mới được. Bây giờ thì lượng sát thương của mình đang được tăng gấp đôi và thành viên của team bạn thì cũng không phải dạng vừa. 185.000 máu nha các bạn. Máu cao hơn cả mình luôn. Thay đổi một chút xíu đi cho cái bé rồng đá ra. Đó, nhìn đội hình rồi là kinh khủng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với thành viên 2 ngôi sao vàng. Mấy bạn này thì cũng mạnh, tầm cán ngang cơ với mình nhưng cũng không có yếu đâu. Đó, như vậy thì cho tới các bạn gọi là robot, chiến binh robot. Victory ha. Hình như phải win hôm nay 2 hiệp lận. Trời ơi, gặp toàn siêu to khổng lồ không à. Ui cha, anh em mình tiếp tục xài chiêu cũ các bạn ơi. Kiếm một cái ba em đi, hy sinh đi ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cho đội hình mạnh của mình ra chiến. Đây, action. Rồi các bạn hút mình đi. Một con này là 414.438 giọt luôn. Mình quánh như là không thấm thía gì với đối phương luôn ấy. Đó, bây giờ thì các bạn bắt đầu hạ xuống một chút xíu rồi nè. Xuống cái nữa đi. Trời ơi, mình tốn 1 viên game luôn á. Rồi, với cái đội hình mạnh như vậy thì chắc có lẽ là mình cũng cố gắng chiến coi, nếu như mà hên thì win được đấy. Nhưng mà tỷ lệ win của mình không cao lắm nha. Đây, bé của mình đang được tăng lượng sát thương nè. Mặc dù là được tăng nhưng mà ui cha, nó còn xài cái chiêu hút máu nữa cơ. Chơi vậy ai chơi lại. What? Không thể tin được. Vì mình nó vẫn còn chịu nổi luôn. Đang bạn còn một em level 70. Em này thì giống như để tên giống như trùm cuối rồi. Rồi lượng sát thương của mình tăng gấp đôi ha. Đây rồi. Bây giờ là 50 quýnh với 70. Mình ca này mới nhức não đây. Được cái mình đang được tăng gấp đôi. Các bạn ơi, trận này có thể win nha. Đây, mặc dù tên bạn đam cũng khá là mạnh luôn ấy. Victory. Rồi ngon lành ha. Anh em mình xong nhiệm vụ nè. Rồi. Rồi và ở đây thì chúng ta sẽ có được mình đang muốn lấy cái bé rồng này thì mình cần phải lấy ra những quả dừa và trái này là trái ổi hay là trái mận ấy. Ui trời trời. Wow. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại một subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để các bạn sẽ không phải bỏ lỡ bất kỳ video nào mà mình ra ha. Rồi và video cũng khá là dài rồi, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha. Các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ok.